Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra, mời quý vị và các bạn đón xem. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Do đó ở các tỉnh này có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc. Lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân. Theo đó, người dân cần chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Về tình hình thời tiết trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1 m. Quần đảo Hoàng Sa thời tiết không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Thời tiết quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hứng nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 28 đến 31 độ, phía Nam từ 31 đến 34 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết ít mây, không mưa, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 37 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.